kỳ nghỉ đáng nhớ của Dr. Strange. Xin chào các bạn nhỏ từng yêu thích bộ phim 101 Con Chó Đớm sẽ có dịp được gặp lại chú chó tốt bụng trong câu chuyện của anh lần này cùng với một anh hùng cực kỳ nổi tiếng, đó chính là Dr. Strange. Nào, bây giờ hãy cùng đón xem nha! Ở một thành phố xinh đẹp, rực rỡ và nhộn nhịp và hơi hơi ồn ào nọ, có một anh hùng, nói đúng hơn là một pháp sư có rất là nhiều quyền năng tên là Dr. Strange. Nghe tới đây, chắc các bạn cũng như anh hình dung đây là một lão phù thủy đúng không nè? Thì cũng gần gần như vậy đó. Nhưng mà vị pháp sư này á, khác với những lão phù thủy trong cổ tích ở chỗ là anh ta có tướng mạo rất là cao ráo, đẹp trai, oai phong, lẫm liệt, không khác gì một siêu anh hùng thực thụ đâu. Các bạn nhỏ có thắc mắc công việc của Dr. Strange là gì không? Để anh giải đáp nha. Mỗi ngày, Dr. Strange sẽ đi khắp nơi, hễ chỗ nào có chuyện bất bình, anh chàng sẽ ra tay giải quyết ngay, bảo vệ lẽ phải, trừng trị cái ác để mọi người cùng nhau sống vui vẻ. Không biết là các bạn có thắc mắc không, chứ lúc mới nghe tên vị pháp sư này, anh không hiểu vì sao mọi người lại gọi anh ấy là Doctor nhỉ? Bây giờ thì anh đã hiểu rồi, anh sẽ nói cho các bạn nghe luôn nha. Trước đây, anh ta từng là một bác sĩ chuyên đi cứu người đó, nhưng mà đáng buồn thay, tai nạn khiến cho đôi tay không thể cử động linh hoạt được. Mãi sau này, anh được một cao nhân chỉ cách lấy lại quyền năng của mình, và người ta gọi anh bằng cái tên Dr. Strange chính là vì vậy. Mỗi lúc xuất hiện trước mọi người, Dr. Strange đều rất là ngầu và đẹp trai trong bộ quần áo màu xanh cùng chiếc áo choàng màu đỏ của mình. Wow, vị pháp sư này mặc đồ màu cũng giống anh Superman đúng không các bé? Một buổi tối sau khi đi làm về, Dr. Strange cảm thấy mệt mỏi trong người quá đi. Anh chàng ao ước có một chuyến đi biển để nghỉ ngơi. Những ngày qua hẳn là anh chàng đã kiệt sức lắm rồi đó. Thật là tội cho Dr. Strange đúng không nào các bé? Ai làm việc cũng cần nghỉ ngơi hết. Nếu như mà không có nghỉ ngơi sẽ rất là dễ bệnh. Mấy bạn cũng vậy đó nha. Học hành thì đôi lúc cũng cần thời gian thư giãn một chút xíu nha. Sáng hôm sau, sau nhiều ngày chiến đấu cực lực để giải cứu thế giới, Dr. Strange đã quyết định nộp đơn xin nghỉ phép để đi du lịch, lấy lại tinh thần khỏe khoắn. Thật may mắn, cuối cùng thì Liên minh siêu anh hùng đã đồng ý ký phép cho Dr. Strange. Quá mừng rỡ, anh chàng ra trung tâm du lịch đặt ngay vé máy bay đi Hawaii để nghỉ dưỡng. Anh cũng hy vọng chuyến đi lần này sẽ giúp cho anh lấy lại năng lượng sau những ngày tháng cực lực. Vừa tới nơi, thấy biển quá đẹp và có nhiều sóng, anh chàng bỗng nhiên nổi hứng muốn lướt sóng, nhưng đáng tiếc là Doctor vẫn còn đang mệt. Lướt sóng lúc này sẽ không tốt đâu các bạn à. Nhưng biết sao được, nhưng vì anh chàng quá mê mẩn trò chơi này rồi nên là không thèm quan tâm đến việc gì khác cả. Sau 5 phút đấu tranh tâm lý thì Doctor đã quyết định cho mình. Anh chàng thuê ngay một chiếc ván lướt của một người dân ở gần đó và không thể chờ đợi thêm nữa. Nào, cùng lướt thôi. Dr. Strange la hét thật lớn để tận hưởng những giây phút tuyệt vời của kỳ nghỉ lần này. Wow, anh ta nhảy ào ra phía biển có nhiều sóng một cách sảng khoái để xả hết căng thẳng trong người. Các bạn nhỏ ơi, chắc là Dr. Strange đang sung sướng lắm nhỉ? Anh chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thích quá trời rồi nè. Yeah, thích quá đi luôn á. Ước gì mình cũng được ba mẹ cho đi chơi như vậy đúng không nè? Wow, 1, 2, 3, nào cùng lướt sóng thôi nào. Dr. Strange vô cùng thích thú, lướt ra ngoài xa, xa hơn nữa. Vừa lướt sóng, anh chàng vừa hát rất là yêu đời luôn. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Ho ho ho, ho ho ho, la 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 la, ha ha ha, ho 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 ho. Các bé có biết sao mà Dr. Strange hát một đoạn rồi lại la la ho ho không? Bởi vì anh chàng không có thuộc lời đó, liêu liêu quê sệ. Nhưng mà không sao, ngoài xa xa, biển xanh ngắt, một màu rất là đẹp. Dr. Strange mới giật mình ngỡ người ra. Sao lúc nãy mình quên mặc đồ tắm nhỉ? Mặc cả bộ đồ siêu anh hùng thế này thì đúng là mệt thiệt. Ngẫm nghĩ một lúc, anh chàng lại tự nhủ, thôi, lỡ lướt sóng tới đây rồi, cứ mặc kệ đi, có gì lần sau mình sẽ thay đồ, còn bây giờ thì bay ra xa thôi nào. Dr. Strange lướt trên mặt những con sóng trắng xóa, mặt thì hớn hở đầy thích thú. Đã lâu rồi anh không được thoải mái như thế này.
Hằng ngày á, việc đi giải cứu thế giới làm anh khá là mệt mỏi. Đây chính là lúc anh lấy lại năng lượng cho mình. Mãi mê vui chơi và tận hưởng, Dr. Strange không để ý mình đã đi quá xa bờ và đang trong vùng nguy hiểm của bãi biển. Mãi đến khi nhìn xung quanh không thấy một ai nữa, Dr. mới giật mình quay lại. Nhưng chết rồi các bạn nhỏ ơi, gió từ ngoài biển bỗng nhiên nổi lên làm cho những cơn sóng ngày một mạnh hơn nữa. Những cơn sóng biển từ hiền hòa trở nên dữ dội và cuồn cuộn hơn. Dr. Strange đưa mắt nhìn xung quanh xem còn lối nào để lướt vào bờ không. Nhưng mà bốn bề đều là những con sóng hung dữ. Trong lúc mất thăng bằng, Dr. Strange bị lật ván và chìm dưới biển. Anh chàng cố gắng la lên thật lớn: "Cứu tôi với, có ai cứu tôi không? Cứu tôi với!" Thật ra, các bạn có biết không, Dr. Strange không phải là không biết bơi, nhưng vì sóng quá to và gió quá mạnh, cùng với việc trong người đang bị mất năng lượng, nên là tay chân anh chàng bị chuột rút và không thể nào tự mình bơi vào bờ được. Không biết là có làm sao không nữa các bé ơi. Sao mà anh thấy lo cho Dr. Strange quá à. Anh càng quơ vào dữ dội thì càng bị chìm xuống biển. Những đợt sóng biển cứ tấp tới đẩy anh chàng ra xa 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 hơn nữa. Nhưng mà vừa ngay lúc đó, một chú chó đốm tuần tra ở bãi biển đang trông ca trực. Chú phát hiện ở phía xa xa có cái gì đó cứ nhấp nhô lên. Chú chó vội lấy ống nhòm đang đeo trên cổ và phát hiện có người đang bị chìm. Chú chó đốm vội vã kêu người lấy thuyền đến cứu. Thế là chú chó đốm và một người đã leo lên thuyền. À, anh quên giới thiệu với các bé biết, đây là chú chó đốm trong bộ phim 101 con chó đốm đó. Chú chó này tuy nhỏ nhưng mà rất là khỏe mạnh nha, bơi giỏi và nhanh nữa chứ. Chú có một bộ lông trắng với những đốm màu nâu thật là đáng yêu. Cũng may cho Dr. Strange là được phát hiện kịp thời, không thì... Hey... Nói tới đây anh không dám nghĩ việc gì sẽ xảy ra luôn đó các bạn. Chiếc thuyền cứu hộ đã ra được đến nơi Dr. Strange bị chìm. Lúc này, sóng đã bắt đầu êm dịu trở lại nên công việc cứu người cũng dễ dàng hơn phần nào. Dr. Strange được đưa lên thuyền vào bờ. Tuy nhiên, việc bị chìm hơi lâu cho nên là anh chàng vẫn chưa tỉnh lại được. Sau khi được dùng các biện pháp hồi sức, Dr. Strange tỉnh dậy, cảm ơn chú chó đốm rối rít luôn. Lúc này, Dr. Strange mới biết là chú chó từng là vận động viên bơi lội có hạng đó nha. Dr. Strange cảm ơn và móc trong túi ra vài thanh sô-cô-la để tặng cho chú chó. Chú chó đốm cảm ơn vì thanh sô-cô-la và không quên dặn dò Dr. Strange lần sau phải cẩn thận hơn đó, đừng bao giờ lướt sóng ở vùng nguy hiểm và nhất là lúc gió to như thế này. Dr. Strange mỉm cười cảm ơn và chào tạm biệt chú chó đốm. Các bạn nhỏ thấy chưa, trong cuộc sống này á, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nên chúng ta không được phép chủ quan đó nha. Ngay cả Dr. Strange là một siêu anh hùng mà còn có lúc gặp nạn và cần sự giúp đỡ của người khác, huống chi là chúng ta, đúng không? Bây giờ thì anh phải chào tạm biệt các bạn nhỏ rồi và sẽ còn rất là nhiều câu chuyện hấp dẫn và thú vị hơn nữa. Hãy đón xem Siêu Nhân Bút Chì trên kênh Bob's Kids các bạn nhỏ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!